Đây là nước trà. À, nước trà, trong nước trà coi nó có axit không quý vị. Đây, để ra một miếng thử. Rồi. Đây nè, một viên này. Đây. Là cái nước trà đá mà mình uống hàng ngày đó nha. Nước trà cho mình lọc canh cô ru U cho trà. Sao mình xong luôn vàng dữ rồi vậy? Rồi nắng uống rồi rồi, nước axit không rồi nắng thì ơi. nước cái bình lọc của mình bị axit Trời rồi, ơi, chết trời. cha, không đạt ô kèo rồi, Đang có thay cục lọc không? chưa chưa thay cục lọc, Rồi, nhanh xe rồi. vậy là mình cái kangaroo này phải thay rồi, Về tiêu rồi. Trời tiêu ơi. rồi. Hay khoáng, để về thử coi nhiều khi nó nước trà, trong nước trà nó xích. Nước Vì quá vàng. vàng này, Vàng vàng rồi. này là không được rồi, axit Ừ. nhiều lắm. Có quay không vậy nãy giờ? Có màu đen rồi đó. Thấy chưa? Vàng vậy sao được. Này là Bình nước thử quỳ trà tím nha quý vị, hay là thử quỳ tím màu coi. vàng này là màu vàng nước đáy bò rồi, Trời ơi, uống toàn uống uống axit axit không, chết cha rồi.